Tập 27. Thưa bà, cơm đã chuẩn bị xong. Không ăn. Vừa nghĩ đến việc Lâm Hướng Diễn dắt con hồ ly tinh kia vào nhà, liền mất hết cả hứng ăn. Bà nội, bà xem, con mang gì sang đây? Đây là cái gì? Đây là thạch anh tím mở vận may, lợi hại lắm. Con đã nhờ đại sư khai quan rồi, có thể né tiểu nhân, tăng chính khí. Né tiểu nhân, tốt quá. Mau mang đặt bên đó đi, để nó đuổi tiểu nhân trong nhà ra xa một chút. Bà ơi, bà đang nói đến tiểu nhân nào vậy? Còn ai nữa? Con hồ ly tinh đó chứ ai. Bà nội đừng giận cô ta quá, lỡ đâu bà giận mệt người thì chẳng phải hợp ý với con hồ ly tinh đó sao? Sao hả? Con cũng nghĩ nó là hồ ly tinh sao? Đương nhiên rồi, không chỉ có vậy đâu, còn thấy kẻ thiện không đến, kẻ đến không thiện. Có lẽ cô ta đang nhắm tới tài sản nhà chúng ta. Đúng vậy. Nội xem, ba con bây giờ bị cô ta hớp hồn đến nỗi việc gì cũng nghe theo hết. Nên nội phải chăm sóc cơ thể mình cho tốt. Nếu không có nội thì cô ta được nước làm tới. Nói đúng lắm, nội phải chăm sóc sức khỏe. Ăn cơm. Khải Chính, Khải Chính, anh làm sao vậy? Khải Chính, Trâu Vũ, anh nhận thua, anh thua rồi. Chỉ cần em không gả cho ba, anh lập tức ly hôn với vợ. Khải Chính, việc em làm hoàn toàn không liên quan gì đến anh. Anh đừng như vậy được không? Có phải tim anh không thoải mái không? Anh đừng dọa em. Khải Chính, anh đừng dọa em. Cầu xin em, anh cầu xin em, tha cho anh đi. Tha cho anh. Em tha. Anh chịu không nổi. Anh còn thiếu em cái gì? Là cái này sao? Là cái này. Anh trả cho em. Lấy hết đi. Khải Chính, Khải Chính, Khải Chính, Khải Chính, Khải Chính. Ba, Khải Chính đâu rồi? Tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. May là Trâu Vũ đưa nó đến viện kịp. Trâu Vũ, sao chồng của tôi lại xuất hiện ở chỗ cô vậy? Tôi xin cô tự giác một chút được không? Anh ấy là người đã kết hôn rồi. Nói kiểu gì vậy? Tôn trọng người ta một chút đi. Ba, sao ba cứ bênh cô ta vậy? Con chỉ biết mỗi lần có cô ta thì Khải Chính cứ liên tục gặp nguy hiểm. Tôi đi đây. Lâm tổng, Lâm tổng, bác có nghĩ chúng ta quá ích kỷ không? Trước giờ con chưa từng thấy Khải Chính như vậy. Nói thật thì con chưa bao giờ phải đau khổ đến vậy. Bác cũng nghĩ, không biết có nên nói thật cho nó biết hay không. Con không biết. Con nghĩ để anh ấy hận con thì sẽ dễ dàng hơn. Nếu ngày mai nó không chuyển biến tốt thì bác sẽ nói với nó. Với lại, con mau dọn vào nhà họ Lâm đi, như vậy mới sớm gia nhập vào công ty được. Con hiểu rồi. Trâu Vũ, làm khó cho con quá. Một cô gái như con phải chịu nhiều uất ức, hy sinh nhiều tới như vậy. Nhưng bác biết, con đều làm vì Khải Chính. Tuy nó bây giờ không biết gì hết, nhưng là một người làm cha, bác thay mặt nó
và cả nhà họ Lâm cảm ơn con. Lâm tổng, bác thật sự không hiểu đâu. So với những ngày con không thể nhìn thấy anh ấy thì những thứ này không là gì hết. Bác hiểu rồi. Bà nội, nếu cô ta đến thật thì sau này bọn con phải gọi cô ta là gì? Chẳng lẽ giống như gọi ba, gọi là gì sao? Cô ta nghe mà không cảm thấy khó chịu hay sao? Dù bọn con dám gọi, cô ta cũng phải sợ chứ. Cái này thì là do em không hiểu. Người ta chỉ cần vào được cái nhà này thì sao cũng được hết. Quan tâm là già hay trẻ, là con dâu hay mẹ kế gì. Thế giới đảo điên hết rồi. Hai đứa bay rảnh quá phải không? Nếu không có việc gì thì về nhà hết đi. Bọn con về trước đây. Mẹ, từ hôm nay trở đi Châu Vũ sẽ chuyển vào nhà ở. Cái gì? Mẹ à, con hồ ly tinh này đã rót cho con uống thuốc lú gì vậy? Hôm nay Khải Chính xảy ra chuyện lớn như vậy, nó căn bản là thứ xui xẻo. Con còn muốn đón nó vào nhà sao? Con điên rồi. Mẹ không hiểu. Việc Khải Chính nằm viện và việc Châu Vũ dọn về nhà là hai việc rất khác nhau. Tâm Giao ở trong bệnh viện chăm sóc Khải Chính, trong nhà cũng có người phải chăm sóc cho mẹ chứ. Chăm sóc mẹ? Con không sợ cô ta chăm mẹ đến thẳng điện Diêm Vương sao? Được rồi, đừng cãi nữa. Mẹ, không nói nữa, không nói nữa. Thôi thôi, đi thôi. Sự thật bây giờ đã rõ ràng. Người ta vốn dĩ chỉ nhòm ngó tiền trong nhà họ Lâm. Hồi trước, anh bị người ta chơi đùa như đồ ngốc. Bây giờ lại muốn khuyên lừa đảo hiền lành, muốn khuyên lừa đảo giữ tính. Kết quả tự mình nằm đây khó chịu. Anh Ken, em thấy anh nên vui lên mới đúng. Cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt của cô ta. Nói ít vài câu được không? Em cứ nói đó. Gả cho anh không bằng gả cho ba anh. Chiêu này ác thật, một tên bắn hai con chim. Đừng nói nữa được không? Anh hét với em làm gì? Anh chỉ biết hét với em. Anh có biết bây giờ anh nằm viện, còn Châu Vũ thì thừa cơ hội đó dọn vào nhà họ Lâm làm nữ chủ nhân rồi. Cô ấy dọn vào rồi sao? Đúng vậy. Chị dâu vừa mới gọi điện cho em, nói cô ta vừa tới thì đã khiến hai anh chị bị chửi một trận. Bây giờ còn đắc ý kìa. Cái nhà đó anh không về nữa. Sao anh phải né cô ta? Anh né được cả đời sao? Anh Ken, người đàn bà này căn bản không đáng để anh đau lòng vì cô ta. Cô ta căn bản là một con điếm cao cấp. Em đừng nói nữa có được không? Alo, có phải người nhà của Lâm Khải Chính không? Là tôi. Sao vậy? Các người tranh thủ tới bệnh viện đi. Lâm Khải Chính mất tích rồi. Mất tích rồi sao? Y tá, chuyện gì vậy? Cô đọc cái này đi. Đừng tìm anh. Anh muốn ra ngoài yên tĩnh một thời gian rồi sẽ về ngay. Bà nội, bà nội, anh Ken đi rồi, chỉ để lại cái này. Trời ơi, nghiệp chứ. Châu Vũ này đúng là một đứa xui xẻo, vừa về đã khiến nhà chúng ta gà chó không yên. Khải Chính chắc là vì không thể ngóc đầu lên công ty, vì hận cha nó nên mới trốn đi không về chứ gì. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ bà nội ơi? Làm sao? Tìm người chứ sao? Gọi điện thoại cho công ty tìm lão Hồ, A Tường với cái gì gì đó, nói bọn họ ra ngoài tìm hết. Nếu như tìm không thấy thì đừng về gặp nội. Dạ bà nội, đi mau lên. Ngồi đi, ngồi đi. Hôm nay mời mọi người đến chủ yếu là có một số việc muốn thông báo với mọi người. Việc này chắc mọi người cũng biết tình trạng sức khỏe của tôi. Tôi cần ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Bởi vì đây là một tình huống đặc biệt nên tôi chưa thông qua hội đồng quản trị mà đã đưa ra một quyết định như sau: cho Lâm Khải Triết
Châu Vũ làm phó giám đốc của công ty. Khải Triết thì lo chính ở mảng tiêu thụ và thị trường. Châu Vũ thì lo ở mảng pháp luật, nhân sự và tài vụ cho công ty. Cô ấy còn trẻ, cũng chưa từng làm những việc này bao giờ. Vì vậy, hy vọng được mọi người giúp đỡ và ủng hộ nhiều hơn. Châu Vũ nói vài câu đi. Các vị ở đây đều được xem là trụ cột của tập đoàn Trí Lâm. Tôi không có nhiều kinh nghiệm ở việc quản lý, hy vọng tương lai được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Cảm ơn. Tôi nói thêm một chút. Châu Vũ sau này sẽ dùng phòng làm việc của tôi. Từ nay về sau, ở một số việc, cô ấy có thể toàn quyền thay mặt tôi. Con dâu biến thành bà Lâm, luật sư nhỏ biến thành phó giám đốc, không tới nửa ngày thăng hạng. Đây đúng là tin tức lớn trong nghề của chúng ta đó. Vậy anh đoán phụ đề bên dưới có phải là con trai cả nhà họ Lâm ba lên ba xuống, tâm thuật bất chính, khó thành đại sự. Cảm ơn cô dạy bảo. Hy vọng cô đây có thể nhanh chóng gánh vác gánh nặng ngàn cân tên Trí Lâm. Tiện đây nói cho cô biết một tin, em trai yêu quý Lâm Khải Chính của tôi đã mất tích rồi. Vậy à? Anh ta là người trưởng thành, đi đâu là tự do của anh ta. Có điều anh ta cứ dứt một đống việc thế này rồi đi một mạch. Hai anh em nhà các người đúng là chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Gì đây? Nhập diễn gì sâu quá vậy? Phu nhân, Khải Chính mất tích rồi. Đúng. Sáng hôm nay khi bác sĩ đến kiểm tra phòng thì không thấy cậu ấy trong phòng. Cậu ấy chỉ để lại một bức thư, kêu chúng ta không cần phải đi tìm. Hai ngày nữa cậu ấy tự về. Mau đi tìm đi. Với sức khỏe hiện giờ của anh ấy, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi đang cố gắng tìm, nhưng mà giới tính của nhị thiếu gia sẽ khó tìm thấy cậu ấy. Vậy cũng phải tìm tiếp. Phu nhân, bây giờ cô là phó giám đốc của công ty, gánh nặng trên vai rất lớn. Tôi hiểu ý của ông. Cảm ơn lão Hồ. Xin chào phó giám đốc Châu. Tôi là cố vấn pháp luật Cao Chiến Kỳ, luật sư của văn phòng luật Lá Cờ. Chúng ta nên nắm tay hay là ôm đây? Anh đừng đùa nữa, phiền chết được. Được rồi, không phiền cô nữa. Lúc tôi lên lầu thấy dưới cổng có rất nhiều phóng viên. Tôi cảm thấy cô cũng không dễ chịu lắm. Tôi nói, mấy tháng không gặp kịch bản của cô lệch quá rồi đấy. Một lời khó nói hết. Thôi không cần nói với tôi. Dù sao cô làm gì thì cũng đều đúng. Sau này cần gì cứ nói với tôi. Tập đoàn Trí Lâm này mặc dù rất lớn, nhưng nếu cô muốn tìm được một người bạn tâm giao như tôi, khó lắm. Tôi biết. Coi kìa, cô nhìn đi. Nhìn phòng làm việc này. Trước kia tôi luôn muốn thành một người có tiền như chủ tịch Lâm. Nhưng bây giờ tôi nhìn dáng vẻ của cô trên nhung lụa nhưng khổ tâm quá chừng. Tôi đang quan tâm tới cô đó. Cô đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ sớm chuẩn bị. Châu Vũ, rót trà cho tôi. Đến đây. Thưa bà, trà bà thích nhất. Sao cô rót đầy vậy? Con xin lỗi. Trà rót dơ, rượu rót đầy. Lúc nhỏ cha mẹ cô không dạy cô lễ nghi này hay sao? Con xin lỗi bà. Cũng khó trách được. Mấy nhà nghèo khổ như cô biết cái gì là lễ nghi đâu chứ. Chỉ biết thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi. Xin phép bà con lên lầu. Châu Vũ, mấy ngày nay hướng diễn ho rất nhiều. Người làm vợ như cô cũng không biết quan tâm tới nó. Tranh thủ thời gian nấu chút canh bồi bổ cho nó đi chứ. Dạ, mai con sẽ nấu. Ngày mai, sao lại đợi tới ngày mai mới nấu? Ngày mai thì còn chuyện của ngày mai. Bây giờ cô nấu luôn đi. Bây giờ trong nhà hình như không có đủ nguyên liệu để nấu. Cô đi mua đi.
Cô nghĩ làm vợ dễ lắm à? À phải, cô nhớ, khi về tiện đường ghé tiệm điểm tâm cũ mua cho tôi một cân bánh trà đó nha. Dạ, con đi ngay đây. Tôi vào trong được không? Vào đi. Châu Vũ, hôm nay tôi tới là để ngưng chiến với cô. Tôi đánh không lại cô, tôi nhận thua là được. Cô hiểu lầm rồi. Trước giờ đây không phải là trận chiến giữa chúng ta. Tôi cũng chưa từng muốn nhắm vào cô. Hôm nay tôi đến là để làm quà với cô. Đây là quà tôi tặng cô. Mặc dù trước kia cô làm rất nhiều chuyện tôi không thích, nhưng tôi cảm thấy nhân phẩm của cô cũng không tệ. Ít nhất cũng không bày âm mưu quỷ kế gì sau lưng. Cho nên nếu cô biết anh Ken đang ở đâu thì xin cô nói cho tôi biết được không? Cô là vợ cô còn không biết thì làm sao tôi biết được? Thật ra người làm vợ như tôi cũng rất thất bại. Bây giờ chồng của mình mất tích cũng không biết đi tìm ở đâu. Có lẽ anh ấy cảm thấy rối lòng nên tìm một chỗ quen thuộc, ở một thời gian rồi sẽ về thôi. Sáng nay tôi có về nhà một chuyến, nghe nói hôm qua bà nội cố ý làm khó cho cô. Tôi nghĩ tình cảnh hiện tại của cô ở tập đoàn Trí Lâm cũng không tốt, đúng không? Nếu nhìn từ góc độ của bà mà nói, tôi cũng không thấy bà có lỗi gì. Cô xem hiện giờ cô tiều tụy thế nào rồi kìa. Chúng ta đều là vợ người ta, có vài lời tôi muốn nói với cô. Đừng khiêng hết mọi chuyện lên người mình nữa. Có đôi khi giả bộ vô tội, giả bộ dễ thương cũng loại bỏ được không ít chuyện. Viên thạch anh tím tôi tặng cô khi nãy là loại mạnh nhất trong dòng đá năng lượng. Bây giờ cô là mục tiêu chỉ trích của mọi người nhà họ Lâm. Mong là nó sẽ giúp cô thay đổi vận mệnh, sớm ngày hết khổ. Cảm ơn. Tôi nghĩ chồng của cô sẽ về nhanh thôi. Cô kiên nhẫn chờ đi. Vậy tôi không quấy rầy công việc của cô nữa. Tôi phải về dỗ dành bà nội, nói giúp cô vài lời hay. Cảm ơn, không tiễn. Tạm biệt. Phó giám đốc Châu, xem tôi mang gì đến cho cô nè. Trúc đổi giận. Thì ra cô thích thạch anh tím. Nói sao tôi lại không nghĩ ra chứ. Sao cô để ý mấy thứ hoa này được? Tôi đưa cô thứ này đúng là ngại quá. Thôi để tôi đem nó đi vậy. Có đúng không? Để đó đi. Cảm ơn chị. Cái kia, Khải Triết nhà tôi đó. Anh ấy vừa ngốc vừa không biết nói chuyện. Mong cô bao dung cho anh ấy nhiều hơn. Nhưng lần này anh ấy thật sự biết hối cải. Cô xem, khi Khải Chính bị bệnh anh ấy gấp thế nào. Sau này xin nhờ cô ở trước mặt ông cụ nói giúp anh ấy vài lời hay. Dù sao cũng là con trai ruột mà, đúng không? Đúng rồi, con trai ruột. Thật ngại quá, tôi còn có cuộc họp. Chị cứ ngồi đi. Được, cô cứ làm việc của mình đi. Xíu nữa tôi tự đi. Được. Thưa bà, sân bay, nhà ga, cao tốc chúng tôi đều tìm hết rồi, vẫn không có tung tích của nhị thiếu gia. Cũng đã điều tra các bệnh viện lớn, cũng không thấy lưu lại thông tin gì. Vậy điều tra dòng tiền trong thẻ chưa? Dạ rồi, cũng không có ghi chép. Thẻ tín dụng không dùng, tín hiệu điện thoại không có. Nhị thiếu gia như bốc hơi một cách bí ẩn vậy, không để lại chút manh mối nào cho mình. Không thể nào. Một người sống sờ sờ, dù không dùng tiền không quẹt thẻ thì cũng phải sống sót, cũng phải có manh mối chứ. Tiếp tục tìm cho tôi. Chúng tôi đang tìm. Bà tuyệt đối đừng sốt ruột. Để tôi lên lầu báo với chủ tịch một tiếng. Bà cũng đừng lo quá mà mất sức khỏe. Chúng tôi đi ngay đây. Lớn đến nhỏ, chẳng có ai bớt lo. Thạch anh tím của tôi đâu rồi? Giao Giao. Dạ, con có thấy thạch anh tím của nội không? Ủa, thạch anh tím đâu? Chẳng phải luôn đặt ở đây sao? Nội ơi, ai chọc nội vậy? Thạch anh tím em tặng cho nội mất tiêu rồi. Luôn đặt ở chỗ đó, chị có thấy nó không?
Thạch Anh Tím à? Đúng rồi, thì ra là của bà nội. Con thấy sao? Dạ, lúc nãy con đến phòng làm việc của Châu Vũ, thấy bên trong có một viên thạch anh tím. Con còn nghĩ sao mà nhìn quen quá. Sao cô ta lại có thể lấy thạch anh tím của bà nội đem đến phòng làm việc của mình chứ? Con chắc chắn không? Vô cùng chắc chắn đó nội. Nội à, hay bỏ nó đi, con mua cho nội một cái khác. Con sợ ba lại không vui. Không được, mấy đứa sợ nó nhưng nội không sợ. Nội phải cho nó biết trong nhà họ Lâm này ai mới là chủ nhân. Chuẩn bị xe cho nội, chúng ta tới tập đoàn Chí Lâm. Dạ bà nội. Bà ơi, sao bà lại tới đây? Cái con hồ ly tinh nhà cô, đầu tiên là ép Khải Chính phải bỏ đi, giờ lại muốn chọc tôi tức chết. Cô nói đi, tiếp theo cô định hại chết con trai tôi để độc chiếm Chí Lâm có phải không? Bà bị sao? Bà ngồi xuống bớt giận đã. Cô đừng có giả bộ dịu dàng ngoan ngoãn, sau lưng thì lại là thứ tiểu nhân trộm cắp. Nói cô biết, cô có thể mê hoặc người khác nhưng không lừa được tôi đâu. Muốn ra quà với tôi sao? Cô còn non xanh lắm. Con thật sự không hiểu bà nói gì. Cô đừng có giả ngốc. Cô nhìn xem viên thạch anh tím kia có phải cô trộm không? Cô biết rõ bà nội thích nó như vậy, sao cô lại cứ phải lấy nó sang đây? Rốt cuộc cô muốn gì? Viên thạch anh tím này là Tâm Giao đưa cho con. Bà nội, đây là đồ con tặng nội, sao con có thể đưa cô ta được chứ? Sao cô ta lại nói vậy? Bà nội hiểu hết mà, không làm con uất ức đâu. Nếu đã nói vậy thì tôi không còn gì để nói nữa. Nhưng tôi còn Châu Vũ, nếu tôi mà là cô thì đã nhanh chóng cút khỏi Trí Lâm. Nhưng lúc mình còn trẻ, còn có thể lừa thêm được vài đứa ngốc. Nếu còn ở lại đây thì một tia hy vọng cô cũng không có. Hiểu chưa? Trừ phi là chủ tịch đích thân nói, nếu không tôi sẽ không đi. Được, vậy thì cuộc sống khổ cực của cô chỉ mới bắt đầu thôi. Giao Giao, nội không muốn nói chuyện với con hồ ly tinh này nữa. Về thôi. Bà nội đích thân đến Trí Lâm đúng là chuyện ngàn năm hiếm có. Cô Châu Vũ, tên cô đã có thể ghi vào lịch sử của Trí Lâm rồi. Nếu anh đến để hóng chuyện vậy thì muộn rồi. Tôi không tới để nhìn cuộc chiến tình yêu của các cô, tôi đến nói chuyện chính. Cô đọc báo cáo tài vụ của công ty chưa? Chưa đọc. Vậy báo cáo phân tích thị trường tôi sẽ đọc sau. Hiện tại tôi đang đọc báo cáo phân tích tài vụ của đối thủ, còn có kế hoạch điều động nhân viên và phương án tài chính 6 tháng cuối năm. Tiến độ của cô chậm quá rồi đó. Còn nhiều chuyện trong công ty đang chờ cô. Chỉ tính văn kiện trên chỗ tôi đợi cô ký tên cũng đã chồng cao nửa mét. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là phó giám đốc Lâm chứ không phải là thư ký của tôi. Tôi cũng hết cách. Cha tôi không tin tôi. Mọi chuyện đều cần cô quyết định. Chỗ phòng tôi có một phương án cần chấp hành ngay. Cô ký tên cho tôi trước đi. Kế hoạch mua hàng sao? Bộ phận mua hàng cũng đã phê duyệt, cũng thông qua hết thủ tục của công ty. Chỉ đợi cô ký là xong. Để cẩn thận, cứ để ở chỗ tôi. Đợi tôi xem xong rồi sẽ ký, được không? Được thôi, cô là chủ mà. Chỉ là tôi nhắc nhở cô, hạng mục này sẽ lập tức khởi công. Cô tranh thủ làm chút chuyện chính, đừng lo trả đũa ba người phụ nữ đã có chồng đó, chẳng có nghĩa gì đâu. Bà nội ơi, xem con mang gì về đây. Cái gì đó đen thui nhìn ghê quá. Cái này gọi là hắc diệu thạch. Chẳng phải Trâu Vũ trộm thạch anh tím của mình rồi sao? Con tìm về viên to hơn, năng lượng mạnh hơn của cô ta. Tảng đá này chủ yếu dùng để trấn tiểu nhân. Linh nghiệm vậy sao? Đương nhiên rồi. Hơn nữa còn tạo ra một từ trường bảo vệ người tốt như chúng ta, giúp chúng ta không bị tiểu nhân hãm hại hay mê hoặc. Vậy thì tốt quá.
Mau đặt nó ở trước cửa phòng của Châu Vũ đi. Đúng đúng đúng, con cũng nghĩ vậy. Mau, mau lên. Chủ tịch Lâm, sao con về trễ vậy? Con phát hiện ra nhiều thứ mình không hiểu, cho nên ngồi học. Không ngờ lại trễ như vậy rồi. Bác sao rồi? Hôm nay đỡ hơn chút nào không? Bác ngủ suốt cả ngày, cơ thể không còn tí sức nào, giống như chẳng còn bao lâu nữa. Bác đừng nghĩ vậy. Thời gian trước là do bác gấp gáp lo lắng quá. Bây giờ bác cần nghỉ ngơi cho thật tốt. Thấy bác như vậy, con cũng không cần nói chuyện làm ăn với bác nữa. Hôm nay có phải gặp chuyện khiến con không vui đúng không? Dạ không, con chỉ hơi mệt chút thôi. Con đừng gạt bác. Chiều này khi bà tới công ty thì lão Hổ đã báo ngay cho bác biết có một số chuyện bà ấy làm. Bác cũng không nói được gì. Thôi con cố gắng chịu nha. Con không sao. Bây giờ sức khỏe của bác thế nào rồi? Bác đừng có lo lắng chuyện của con nữa. Chủ tịch, bác nói Khải Chính sẽ trở về sao? Bác hiểu nó. Nó nhất định sẽ trở về. Còn cố gắng thêm 2 ngày nữa. Dạ. Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Tảng đá đó tên là Hắc Diệu Thạch, chuyên dùng để đuổi tiểu nhân. Bà nội dặn tôi đặt nó ở trước cửa phòng cô. Có thích không? Cô làm gì? Muốn đánh người à? Thì ra cô cũng biết chột dạ đó. Giang Tâm Giao, hôm nay là lỗi của tôi nên tôi không trách cô. Tôi chỉ trách bản thân sao lại tin vào lời giả nhân giả nghĩa của cô. Vậy thì sao? Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô thật sao? Châu Vũ, cô cướp nhiều thứ của tôi như vậy, chồng của tôi bây giờ cũng đi mất. Cô nghĩ tôi sẽ làm bạn với cô được sao? Cô ngây thơ quá rồi, lần sau sẽ không. Còn nữa, sau này muốn làm gì thì động não một chút. Tôi tuyệt đối không phải là người chỉ chịu đánh mà không trả. Nếu như tôi là cô, một mình đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy thì sẽ kẹp chặt cái đuôi làm người. Nếu không mục tiêu quá lớn sẽ chết rất nhanh đó. Vì vậy cô mới không phải là tôi. Cô chỉ là người ngu ngốc đáng thương. Cảm ơn cô để tâm đến tôi. Tôi rất thích tảng đá này. Ngủ ngon. Châu Vũ, canh và thuốc đã được đưa lên phòng chủ tịch lúc sớm rồi. Tổ yến của bà đang được nấu trong bếp. Cũng đã gọi đặt lịch hẹn ở bệnh viện vào chiều nay. Chiều con về sẽ đưa chủ tịch đi kiểm tra. Bà còn gì sai bảo không ạ? Sao không dọn bữa sáng lên bàn? Đó là bữa sáng cố ý để lại cho bà. Với lại chuyện dọn bàn chẳng phải có cô giúp việc làm sao? Con còn có cuộc họp sợ không kịp. Cô đừng lấy công ty làm lá chắn. Đó là công ty nhà tôi. Vẫn còn Khải Triết đứng ra chèo chống. Cô là con dâu thì phải biết cung phụng, có hiếu với tôi. Bà nội, sáng sớm cô ta lại chọc bà giận rồi sao? Sao cô ta lại không hiểu chuyện vậy? Có biết làm dâu hay không đó? Tâm Giao, cô cũng là dâu của tôi. Nếu nhà họ Lâm có truyền thống này, theo lý thì tôi hiếu kính bà nội, còn cô thì hiếu kính tôi. Tôi cũng không cần gì. Phiền cô, hay tôi chăm sóc cho bà. Tôi đi trước. Cô đừng ăn nói quá đáng. Bà nội, nhìn cô ta bắt nạt con kìa. Từ ngày đầu tiên nó vào cửa thì nội đã biết nó không đơn giản rồi. Không phải là người biết nhịn nhục. Vậy chúng ta nghĩ cách đuổi cô ta đi đi bà nội. Cô ta là luật sư có tiếng, làm việc gì cũng tỉ mỉ kín kẽ. Không dễ gì mà tìm ra lỗi của cô ta được đâu. Cứ chờ mà xem đi.
Công trình có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn. Đình công 5 ngày rồi. Đình công 5 ngày sao không nói với tôi? Đơn hàng và tiến độ xây dựng tôi đã đưa cô. Cô chậm chạp không ký tên. Nếu cô đã cẩn thận như vậy thì tôi gấp làm gì? Phương án đã định, thời gian công trình không thể chậm trễ. Làm sao đây? Đây là phương án điều chỉnh khẩn cấp. Tôi vừa làm, áp dụng theo nó thì còn kịp. Kiểm soát được chi phí không? Nhân lực tập trung, giúp kiểm soát chi phí dễ dàng hơn. Được, tôi về xin ý kiến chủ tịch một chút. Chủ tịch, có việc của chủ tịch. Phó giám đốc cũng có việc của phó giám đốc. Nếu chuyện gì cũng phải xin ý kiến của chủ tịch thì cần phó giám đốc như cô làm gì? Cô muốn khiến ba tôi mệt chết sao? Đó giờ ba con chúng tôi đều làm như vậy. Cô tranh thủ thời gian ký nhanh cho kịp. Trước đây đều làm vậy sao? Rốt cuộc cô có hiểu kiến trúc hay không? Đây là cách phổ biến nhất rồi. Được, để tôi đi làm. Tiểu Vũ. Tả Huy, Tiểu Vũ, anh có lịch sang bên này công tác. Dì cứ bắt anh ghé thăm em. Chừng nào anh đến, em ra trạm xe lửa đón anh. Anh đến rồi. Anh đang ở đâu? Anh ở nhà em. Dì đã đưa anh chìa khóa dự phòng. Nhà của em hình như đã lâu rồi không có người ở. Giờ em ở đâu? Tiểu Vũ, giờ em đang ở đâu? Em đang ở chỗ làm. Vậy để anh qua đó tìm em. Không phải văn phòng luật. Không ở văn phòng luật. Chẳng phải em nói em đi làm sao? Tiểu Vũ, có chuyện gì sao? Anh còn nhớ quán cà phê chúng ta hay đến hay không? Chúng ta gặp nhau rồi nói tiếp. Mẹ em sao rồi? Vẫn khỏe chứ? Đương nhiên khỏe. Có anh chăm sóc có thể không khỏe sao? Chỗ làm mới của em xa lắm à? Còn thuê tài xế riêng nữa. Em làm ở đâu? Xe em đó hả? Của Trí Lâm. Đoán sai rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Nếu có chuyện gì thì nói cho anh biết đi. Tiểu Vũ, anh thấy em làm vậy là hy sinh quá lớn. Hết cách rồi. Chuyện đến nước này chỉ có thể gắng gượng. Được thôi. Sau này nếu cần anh giúp gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho anh đó. Đừng ép buộc mình. Đừng khiến bản thân mình chịu uất ức. Hiểu không? Không được nói cho mẹ em biết đó. Anh biết rồi. Đi đi. Em đi nha. Không được nói với mẹ em đó. Tới ngay.
Khải Chính, anh về rồi. Tôi nên gọi cô là gì đây? Gì à? Không quan trọng. Anh về là tốt rồi. Ăn cơm được chưa? Xem ra tôi về cũng đúng lúc lắm. Tâm Giao, anh Ken, anh về rồi. Tâm Giao, nhớ em muốn chết. Anh đi đâu vậy? Em biết anh sẽ về mà. Bà nội ơi, nội xem ai về đây. Khải Chính, mấy tháng này con đi đâu vậy? Con biết cả nhà sắp lo chết vì con rồi hay không? Chẳng phải điều gì cái trái tim chết dẫm kia sao? Sau khi đổi, con thấy cái gì cũng không thích hợp, làm con sắp không biết mình là ai luôn. Nên sau này con quyết tâm cắn răng ném nó đi, sau đó đổi trái tim khác. Chuyện giải phẫu lớn như vậy sao không nói cho chúng ta biết? Khoa học kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm. Cho dù có mở tung lồng ngực, lấy trái tim cũ ra, sau đó đổi trái tim mới hoàn toàn vào là được. À đúng rồi, tôi có phải nên đem nguyên trái tim đó về cho cô hay không? Sao tôi quên chuyện này được? Nhưng tôi nghĩ cô cũng không quan tâm đâu. Dù sao cũng chỉ là một đống thịt nhão mà thôi. Vậy bây giờ sức khỏe anh sao rồi? Cực kỳ tốt. Lâm Khải Chính đã trở lại. Ủa, ba con đâu? Châu Nguyệt, cô chăm sóc ba tôi thế nào rồi? Sao vậy? Con tự lên lầu mà xem đi. Làm sao? Ba ở trên lầu, anh lên đó đi. Được, để con lên lầu xem ba. Bà nội, nội xem anh ấy chuyện lớn như vậy cũng không thương lượng với chúng ta một tiếng. Đúng vậy. Cái đồ hồ ly tinh, súc sinh. Cô muốn con trai tôi chết sớm một chút để chia gia tài có đúng không? Nói cô biết, chỉ cần tôi còn sống thì cô đừng có mơ lấy được một cách nào. Ba, chuyện liên quan tới Trí Lâm, ba định sắp xếp thế nào? Ba đã sắp xếp xong hết rồi. Con e rằng sắp xếp của ba không hợp với con. Khải Triết, con muốn làm gì? Con đã giúp ba giết một phần của di chúc rồi. Cút đi. Ba, ba mau ký. Mau ký vào cái này đi. Ký xong thì mọi chuyện sẽ xong xuôi. Ba cứ yên tâm, cứ giao Trí Lâm lại cho con. Lâm Khải Triết, em làm gì đó? Cút ngay. Cút. Cút đi. Nói mẹ của con về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm. Ba, tôi, Lâm Hướng Diễn, sau khi cân nhắc cẩn trọng, quyết định đem tất cả cổ phần Trí Lâm của tôi chuyển giao cho bà Lâm. Cái gì? Ba tôi giao hết cổ phần cho cô ta sao? Ba tôi bệnh đến mất trí rồi sao? Tại sao giao toàn bộ tài sản thừa kế cho người ngoài chứ? Đây rõ ràng là một âm mưu. Di chúc là do mấy người viết đúng không? Ba tôi sao có thể giao Trí Lâm cho người khác họ được? Không còn gì để nói sao? Có phải bị chúng ta nói trúng rồi không? Chủ tịch đã viết rõ ràng tất cả mọi thứ trong di chúc. Nếu như hai người còn gì không rõ, có thể tìm luật sư. Cô không được đi. Không nói rõ ràng thì cô không được đi đâu hết. Tôi không nợ nhà họ Lâm các người bất cứ thứ gì. Tôi đi đâu là tự do của tôi. Đứng lại, Trâu Vũ, xách bao lớn bao nhỏ đi đâu đó. Lỡ đâu nhà tôi bị mất đồ trang sức mắc tiền thì sao? Tôi muốn kiểm tra. Đây là cái gì? Chiếc nhẫn này trước giờ tôi chưa từng thấy. Nhất định là đồ cất riêng của ba. Trả nó cho tôi. Tôi không cần thứ gì của nhà họ Lâm này hết. Nhưng tôi phải đem chiếc nhẫn này đi. Cô đã có tài sản vài tỷ rồi. Cô còn quan tâm chiếc nhẫn này sao? Tôi quan tâm. Đó là thứ tôi quan tâm nhất trong căn nhà này.